Trong cái clip này á, tôi sẽ hướng dẫn và làm rõ là một những cái công tắc á mà các bạn sinh viên hoặc là các bạn thợ ở ngoài hay làm á, nó sẽ có những cái gì khác nhau hoặc là giống nhau cái gì. Thì ở đây là có bốn loại công tắc mà tôi hay thường dùng, đó là công tắc này xe tải, tắc này công tắc xe du lịch đời 80s 90s, nói chung là đời dưới đời khoảng đời 90 đó. Đây là công tắc xe Toyota. Ba công tắc sau này là công tắc du lịch Toyota. Thì đây là đời khoảng đời 99-2000. Lexus 202. Đây là chiếc Toyota đời 2000 cho tới đời 2009 á, 2005, 2007, 2009 vậy đó là đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh lần lượt bốn công tắc này. Tức là cái công tắc á, cái người dùng á thì người ta hầu như là người ta không thay đổi, nhưng mà cái cách đấu nó có thể nó sẽ thay đổi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ so sánh từng chế độ. Ví dụ như đây là giờ chúng ta sẽ coi công tắc trên xe tải này nè, ở chế độ đèn kích thước thì sẽ có chân gì không chân gì. Ở cái chế độ bật đèn dummy, đèn kích thước này á, thì bốn công tắc nó gần như tương đương nhau. Đối với công tắc sensen này á, thì nó cũng có hai chân thông nhau. Công tắc Camry 94, tức là Camry mà lúc nãy tôi nói là khoảng đời năm 90 đó, xe xích đời năm 90 nó cũng có hai chân thông nhau. Cái Camry 99 cũng vậy, cũng có hai chân thông nhau, và Camry 209 cũng có hai chân thông nhau. Rồi bây giờ chúng ta bật qua đèn kích thước đi. Off ha, bật đèn kích thước thì sẽ có hai chân thông nhau. Rồi tiếp theo chúng ta đi qua bên trên đây. Cái công tắc bắt đầu qua công tắc xe du lịch đó, thì hai công tắc này nó độc lập nhau nha, nên là mình không cần phải quan tâm tới công tắc đèn đầu. Thì đây chúng ta sẽ thấy này, đây là đèn đuôi, hai chân thông nhau. Rồi cứ để đi. Và tiếp công tác này. Rồi bây giờ là xong chế độ đèn kích thước ha. Giờ chúng ta tiếp tục là chế độ đèn cốt. Ở chế độ HEAD á, thì ba công tắc của xe du lịch á, thì nó tương đương nhau, tức là nó sẽ thêm một chân. Chế độ theo thì nãy nó có hai chân này thông nhau, thì giờ nó sẽ thêm một chân trong cái chân thông với chân chung. Đây, thêm một chân thông với chân chung. Trên cái Camry 209 cũng vậy, thêm một chân thông với chân chung. Tuy nhiên trên chiếc Sensen á thì nó vẫn giữ nguyên cái cặp chân, cái đèn đờ mi đó. Thì nói chung cái cặp này nó đấu độc lập với nhau, cặp này nó sẽ đi đấu ra đờ mi, nên coi như là vẫn giữ nguyên cái đờ mi vậy nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái chế độ HEAD trên cái công tắc chính này. Đây là nút qua teo, nút nữa sẽ qua HEAD. Rồi. HEAD bên hay gì hả? Đâu sai chân rồi. Được chưa? Đó nè, người ta đang chế độ nè. Off nè. Off ha. Rồi. Qua đường theo nè. Để yên. Off. Qua đường mi nè. Qua đường hét nè, đường đầu nè. Đó, hai chân này thông nhau nè. Qua đường mi nè. Off nè. Rồi bây giờ nè, giờ dummy nè,
giờ off nè, xe lại ha, off nè, dummy nè, head nè. Cũng đau luôn trong kèo này. Hát, để qua hát. Rồi bây giờ off nè ha. Đang off. Qua theo. Thằng đồng y đó. Qua bật hát đây. Đó, nó kêu ha. Off. Mất nè. Và bây giờ muốn bật code á, muốn bật qua code á thì mình phải bật qua head. Công tắc line control bật qua head á thì mình mới đo ra được code đây thì nó sẽ ra được cặp này. Còn cái công tắc trên xe du lịch á thì chúng ta không cần phải bật qua head mới đo được chế độ low. Ví dụ như là trên chiếc Camry 94 nè thì lúc này chúng ta đang bật off nè. Line control bật off nè, công tắc dimmer bật low thì mình vẫn đo ra được hai chân không nhau. Tuy nhiên cho đến đời xe Camry 99 á thì cái chân lâu này á, người ta không ra chân lâu này nữa. Đó, nó khi mà chúng ta bật lâu chúng ta đo chúng sẽ không có chân nào thông nhau. Và Camry 2009 cũng vậy, nó cũng không có chân nào thông nhau luôn. Bởi vì cái cách đấu mạch của nó sẽ khác đi nên nó không có cần với cái chân lâu này. Thì giờ tôi nói sơ qua ha, chiếc Camry 94 này á, là có thể là ở cái đời xe này á, người ta đấu cái mạch dương chờ nên là phải có xuất hiện chân lâu. Còn qua tới Camry 99 và Camry 209 rồi á, thì người ta chỉ đấu mạch âm chờ thôi nên không cần phải đấu phải ra cái chân lâu này. Rồi bây giờ mình kiểm mình code của công tắc này nè. Bây giờ đối với công tắc xe tải này á, loại này á thì mình phải bật, muốn bật được qua code á thì mình phải bật cái công tắc lắc chính này. Qua code. Qua đèn đầu chứ, qua bật qua đèn đầu. Đây bật đèn đờ mi ha, chúng ta thấy hai cái dấu nè. Bật cái nữa. Off nè, lại ha, off. Dummy. Đèn đầu, đó, bật đèn đầu. Và giờ chúng ta sẽ bật qua chế độ đèn code. Đó, đang code ha. Đó, đây đang code. Bây giờ chúng ta chuyển qua pha thì nó sẽ mất nè. Đó, rồi ok bên đây. Đối với công tắc bên xe du lịch á, thì nó độc lập. Mình không cần phải xoay cái này cũng được. Giờ ví dụ như giờ tôi đang để chế độ năng off này, GR đây này, do nó xe cũ quá rồi nên là chúng ta khó thấy. Đây, nó đang off thì hoặc là chúng ta nhìn theo cái G ở đây nè. G ở đây nó bằng nè, nó đang ở chế độ off. Thì giờ chúng ta đang để công tắc chính này off đi. Rồi giờ chúng ta sẽ đo cái thằng chân cốt. Cốt với chân chung. Đó là chân âm chung ha. Bây giờ này rồi tôi chuyển nè ha. Tôi chuyển xuống pha nè. Đó. Lên code nè. Xuống pha nè. Rồi ok. Còn đối với công tắc bên đây ha, công tắc bắt đầu qua cái Camry 99 Lexus 2 này nè, thì nó sẽ không ra chân code cho mình nha. Đây chúng ta nhìn nè, flat, high, head, tail và chân mát, nó không có ra chân code. Rồi bên đây cái đời 2007, 2009 cũng vậy, nó sẽ ra có chân theo nè, head, high và flat cũng không ra chân cốt. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem cái công tắc ở chế độ bật pha. Thì giống như trường hợp chúng ta bật low á, thì khi công tắc sen này á, khi mà bật line control bật head thì chúng ta mới bật được chế độ pha, tức là lúc đó nó mới hiện lên hai chân thông với nhau. Còn đối với công tắc xe du lịch á, thì mặc dù công tắc line control chúng ta bật off nhưng chúng ta vẫn có thể đo được khi bật pha, tức là bật hai thì ra chân hai chân thông nhau. Đây, đây ba công tắc xe du lịch đều có cái đặc điểm chung vậy ha. Công tắc line control bật off nhưng công tắc dimmer bật pha thì vẫn thông với nhau. Đây, bật pha thì thông với nhau. Còn trong trường hợp lúc nãy á, thì chúng ta xem á, chúng ta thấy á, là trường hợp mà bật code á, là cái công tắc Camry mà xe đời cũ á, xe 94 á, thì nó có hai chân thông nhau. Nhưng bắt đầu các xe đời sau á, thì khi bắt đầu người ta đấu cái mạch âm chờ đó thì người ta không có còn phải dùng cái chế độ low này nữa, tức là chân low này không xuất hiện ra chân. Mình đo mình sẽ không thấy ra chân thông nhau.
Rồi thêm một cái nữa nè, mà chúng ta so sánh ở trường hợp mà bên các công tắc bên đèn nè, bây giờ chúng ta không có còn chú ý tới cái công tắc xe tải này nha. Thì ở ba cái công tắc xe du lịch này nè, ba công tắc xe du lịch chúng ta thấy nè, ở cái xe đời cũ đó thì công tắc light control switch á, nó sẽ có chân chung, chân này tính là chân map nè, tức là nó trong cái nhóm này nó sẽ có một chân chung riêng. Và tiếp theo á, là cái công tắc dimmer switch á, tức là công tắc bật đèn cốt pha á, nó sẽ có một cái chân chung là cái chân số 4 này nè, thì nó cũng là một chân chung riêng. Tức là trên xe đời 94 này á, thì có hai nhóm thông nhau và nó sẽ có hai cái chân chung riêng khác nhau. Nhưng mà lên trên chiếc Camry 99 á, thì hai nhóm này thì lại có một chân chung, đó là chân số 3. Thay vì là ở xe 94 á, là chân số 3 và chân số 4 là hai chân riêng của hai nhóm, thì bây giờ hai nhóm bây giờ lại có một chân chung duy nhất thôi, đó là chân số 3. Và qua chiếc Camry 209 á, thì cũng vậy luôn ha. Vừa có đèn bên các chân của bên light control switch á, và công tắc dimmer switch cũng đều có một chân chung. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ so sánh chế độ pha. Thì tôi cũng nhắc lại lần nữa ha, riêng công tắc này á, là mình phải đặt bật cái đèn đầu nè, bật công tắc đèn đầu á, thì chúng ta mới bật được pha. Rồi đang off nè, bật qua đèn dummy nè, bật qua đèn đầu nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gạt về chế độ pha, gạt xuống dưới thấp nhất. Rồi bây giờ đo đi, đo hai chân. Đó là chân pha với chân mát, là chân đen lớn á, chân chung ha. Đó, gạt lên cốt thì nó mất ha. Rồi đó, ok. Qua công tắc xe du lịch thì như lúc nãy tôi nói rồi, thì chúng ta không cần phải điều chỉnh cái công tắc đèn đầu này chi, chúng ta chỉ cần điều chỉnh công tắc đèn pha cốt thôi được rồi. Gạt qua chế độ pha đi. Đó thì nó sẽ là chân 2 đó, đó là chân pha đó, nó sẽ kêu. Đó, ok. Do công tắc này nó cũ ha, nên là nó cái tiếp điểm nó không ok lắm. Rồi tiếp tục. Công tắc này cũng vậy ha. Công tắc chính mình vẫn đang để ở off đây. Đó, rồi giờ mình kiểm tra trên cái pha đi. Đây. Đó là đo chân mát với chân 2. Ha. À. Rồi, chỉnh nè. Đây là pha đây. Tốt. Flat. Ha. Rồi, tiếp tục. Nha, công tắc đây cũng vẫn là đang để off ha, đang để off. Rồi. Pha. Để như mát đi, như pha. Lên cốt. Đó. Okay. Tiếp theo chúng ta sẽ xem cái chế độ bật đèn flash. Thì ở chế độ bật đèn flash, tức là nháy đèn á, thì không cần, đối với công tắc xe tải hay công tắc xe du lịch á, thì không cần quan tâm đến cái công tắc light control, tức là công tắc bật đèn đầu. Các công tắc bật đèn đầu này cứ ở chế độ off thì đều là đá đèn hết. Ví dụ như trên chiếc công tắc xe tải nè, thì khi công tắc light control bật off, công tắc dimmer bật flash nè, thì nó sẽ có hai chân thông với nhau. Còn khi mà trên xe du lịch á, thì cũng làm như vậy ha. Công tắc light control bật off, công tắc dimmer bật flash á, thì sẽ có ba cặp chân thông nhau. Do cái cách mắt của nó thôi, một chân á, thì nó sẽ cấp điện cho cái relay đèn đầu, và một chân á, là cấp điện cho cái tim đèn pha đó, nên là nó mới có ba chân thông nhau. Còn cái trên xe tải này thì cái cách nó mắc khác đi chút. Và tương tự như vậy trên chiếc Camry 99 và chiếc Camry 209 nó cũng vậy ha, nó cũng là ba chân thông nhau và đều là light control bật off, thì đều có thể bật flash được hết. Bây giờ chúng ta thử chế độ đá đèn, tức là chế độ flash. Thì như lúc nãy chúng ta bật chế độ pha thì chúng ta cần phải gạt công tắc chính này. Nhưng mà khi ở chế độ pha thì chúng ta không cần gạt,
chúng ta để ốc như này, chúng ta để ốc nha, chúng ta để ốc thì khi chúng ta đo thì cũng vẫn là cái chân pha đó nó sẽ thông với mắt nha. Rồi bạn đo đi. À, bây giờ nè, à, giờ mình khi mình chuyển nè, mình chuyển xuống xuống pha nè, xuống pha thì đúng ra là ban đầu là như lúc nãy là mình làm là hai chân này cũng thông nhau, vâng, nhưng mà do công tắc lên đây mình đang để ốc nè nên hai chân này không thông nhau. Rồi mình sẽ chuyển nè. À, đá đèn nó sẽ kêu. À, rồi qua công tắc đây. Công tắc đây thì bên công tắc này vẫn là đang để ốp nha. Đây gạt kìa. Rồi gạt cái ốp. Rồi. Rồi giờ để cái hai chân pha với chân trung. Lát với âm trung ha. Giờ coi ha. Bây giờ mình xuống pha nè, nó không có. Ha, mình xuống pha nè. Xuống pha nè, lên cốt nó không có, chỉ có đá. Rồi tương tự đây cũng vậy ha. Rồi bỏ vô chân gì. Đó, khi giờ chúng ta bật đây là cốt nè, xuống là pha nè, cũng kêu nè. Pha nè, không kêu nè. Rồi vô đi, đỡ chân. Rồi công tắc này đang để off ha. Bắt đầu nhìn ha. Đây đang để pha đây. Không kêu ha. Cốt không kêu. Đá đèn kêu. Cốt không kêu. Pha không kêu. Tiếp theo là ở chế độ công tắc xi nhan. Thì công tắc xi nhan của bốn công tắc này thì đều có một cái chân chung hết. À, khi xi nhan phải thì chân số 8 thông với chân chung, xi nhan trái thì chân số 6 thông với chân chung. Và tương tự như vậy chiếc Camry 94 cũng vậy ha, cũng có chân chung là chân số 9. À, chiếc Camry 99 cũng vậy, cũng có chân chung là chân số 7. À, ba công tắc này nó có chân chung tương đương nhau ha. Tuy nhiên đối với lại cái công tắc mà Camry 209 á thì cái chân chung của nó thì nó không có xài riêng của nhóm nó nha, mà nó sẽ xài chân chung, tức là chân mát chung với lại cái công tắc light control và công tắc dimmer, tức là nó sẽ xài chung chân mát với lại công tắc bật đèn đầu và công tắc bật pha cốt của hệ thống chiếu sáng. Và một cái lưu ý nữa nè là cái công tắc xe tải đó, ngoài cái chế độ mà chúng ta bật xi nhan thì các chân này nó thông với nhau, lần lượt thông với chân chung với nhau, thì khi chúng ta bật công tắc hai gia qua on á, như chúng ta đã coi ha, đây bật qua on cái thì là sẽ có cái cặp này thông nhau và ba chân này nó thông với nhau luôn để nó kích hoạt chế độ hai gia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái xi nhan này. Thì tôi nhắc lại luôn là công tắc trên xe, công tắc xe tải này á, thì nó ngoài nó có ba chân xi nhan này, ba chân xi nhan giống như mấy công tắc kia, mà nó có thêm ba chân của hai gia. Đó, ba chân của hai gia thì là do nó có hai gia tổ hợp trên đây luôn. Đó, nhưng mà bây giờ trên cái so sánh này á, do ba công tắc kia á, là nó không có hai gia nên là chúng ta chỉ so sánh với xi nhan thôi. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh cái công tắc xi nhan này, đó chân nào chân chung. Rồi đỡ vô một chân xi nhan phải đi. Xi nhan phải. Rồi giờ tôi sẽ gạt xi nhan phải nè. Rồi bây giờ tôi sẽ để ốp nè ha. Ốp. Rồi để qua xi nhan trái đi. Xi nhan trái. Ốp. Rồi tiếp theo. Công tắc cái mình này. Rồi, bỏ vô đây. Rồi.
xi nhan phải. Ờ, rồi để qua trái đi. Xin trái. Ờ. Xin nhanh phải. Và đợt qua xin nhanh trái này. Đang xin nhanh trái luôn. Ốp. Xin nhanh trái. Ốp. Bên chân này ha, trước khi đo thì tôi lưu ý qua một cái nè. Cái cây chân xi nhan á, chân xi nhan á thì nó, cái chân chung của nó thì nó là chân mát. Chân mát chung với lại ba chân này. À, chân mát chung với lại bên thằng chiếu sáng. À, giờ chúng ta đo. Phải. Hộp, rồi trái đi. Trái. Tóm lại là cái công tắc xe tải này nè, muốn bật pha cốt thì chúng ta phải bật công tắc chính này qua đèn đầu, và còn muốn bật flat á, thì không phụ thuộc vào công tắc chính này. Và nó có thêm nữa là nó vừa có xi nhan, vừa có hai gia tích hợp. Nâng cao lên bên xe du lịch á, đời mà chính máy đó thì nó lại dài. Nó sẽ có công tắc chính, tức là công tắc điều khiển đèn đầu, công tắc xoay này nè. Đây nó là một nhóm. Và công tắc điều khiển pha cốt là công tắc gạt lên rồi xuống. Đây nó là một nhóm. Thì đối với lại cái công tắc này á, là khi chúng ta đo chế độ cốt á, thì nó sẽ ra hai cặp không nhau. Tức là chúng ta sẽ có thể đấu được mặt dương chờ và âm chờ. Rồi khi qua cái công tắc nâng cao lên á thì nó lại có như vậy, nó cũng đặc điểm nó giống như thằng kia ha, là công tắc đèn đầu, tức là công tắc xoay này nè, tắc xoay ở bên đây công tắc xoay, và công tắc pha cốt này nó độc lập với nhau đó, mình không có phải giống như cái kiểu xe tải kia, nhưng mà nó khác một cái vậy. Khi chúng ta đo á, thì nó sẽ không có chân cốt mà nó sẽ là nó xài chân mát chung. Đối với công tắc này á thì nó sẽ làm hai cái mát riêng nhau, mát của thằng công tắc chính và mát của thằng công tắc chuyển. Công tắc chính, công tắc xoay, công tắc chuyển, công tắc gạt lên được xuống. Còn qua tới đời xe này rồi á thì là mát thì nó xài chung, vừa cho công tắc chính, vừa cho công tắc chuyển, công tắc gạt lên gạt xuống. Rồi khi mà qua tới cái đời xe cao này lên á thì nó lại vậy. Chiếu sáng nè và xi nhan á thì lại xài chung một thằng mát ha, nó xài chung một mát ha, đây nó xài chung một mát là chân này. Đó, giờ chúng ta review lại ha. Này thì hai thằng công tắc chính và công tắc chuyển mát riêng, qua này là công tắc chính và công tắc chuyển mát chung, qua này á là chiếu sáng và xi nhan là xài chung mát luôn. Đó, chúng ta lưu ý đây, từ cao đến thấp ha. Chúng ta tiếp tục xem xét coi là ba bốn công tắc này nó sẽ đấu mặt như thế nào. Thì công tắc sen á là do các chân của nó đã phân biệt rõ ràng rồi. Ví dụ như chúng ta bật dummy thì nó có hai chân này thông nhau,
khi chúng ta bật đèn cốt thì có hai chân thông nhau, đèn pha thì sẽ có hai chân thông nhau, tức là nó tách ra từng nhóm rõ ràng rồi, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ đấu theo kiểu vậy. Chúng ta kỹ thì chúng ta đấu qua relay tùy theo cái tải ha, thì chúng ta có thể là lấy một cái relay điều khiển đèn cốt, và cái công tắc đèn của chúng ta sẽ điều khiển relay điều khiển đèn cốt, và tương tự như vậy công tắc sẽ điều khiển relay đèn pha, và relay sẽ điều khiển đèn pha, công tắc sẽ điều khiển relay đèn kích thước, và relay sẽ điều khiển đèn kích thước giống như sơ đồ này. Ngoài ra nếu mà tùy theo cái tải á, cái tải mà cái tiếp điểm thường là cái tiếp điểm trên cái công tắc của xe tải á, thì nó sẽ lớn so với xe du lịch, nên là nếu mà cái tải mà nhỏ thì chúng ta có thể là đấu trực tiếp qua luôn, khỏi cần quẹt qua relay, thì chúng ta tùy theo tình hình để chúng ta quyết định cái cách đấu cho nó phù hợp. Tiếp theo đối với cái công tắc Camry đời cao hơn là Camry 94 á, thì do nó có cái chân lâu nè, khi chúng ta đo cái chân cốt á, nó sẽ ra chân thông nhau, thì trên mặt này chúng ta có thể đấu cái mặt dương chờ hoặc đấu mặt âm chờ. Thì các bạn mà lấy tài liệu trên mạng á, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái mặt sơ đồ của bên trường đại học sư phạm kỹ thuật á, thì đây là cái sơ đồ đơn giản, đây là cái mặt dương chờ. Thì cái cũng trong cái học điện ô tô thì tôi đã có nói về cái nguyên lý hoạt động của này ha, thì chúng ta thấy nè, đây chính là công tắc chuyển nè. Lúc nãy chúng ta học là chúng ta gọi là cái dimmer switch á, ở đây là công tắc chính, là cái light control switch. Thì hai công tắc này khi mà chúng ta thấy trên tài liệu á, thì thường là người ta có thể người ta vẽ ghép vô, hoặc là người ta vẽ tách ra như vậy. Thì chúng ta thấy là ở chế độ low nè, nó có hai chân này thông nhau. Thì lúc này á, do cái chế độ low á, có hai chân thông nhau á, thì chúng ta mới đấu được cái chế độ cái mặt loại dương chờ. Còn nếu mà không có chân low thông nhau á, hoặc là chúng ta không dùng tới chân lâu đó, tức là chúng ta vẫn dùng công tắc đó mà chúng ta không dùng tới hai chân lâu này nè, thì chúng ta có thể đấu được cái mặt âm chờ như thế này. Và đây là nguyên bản của cái mặt Toyota đây. Đây là nguyên bản của mặt Toyota, đây là cái mặt dương chờ nha. Tức là ngày xưa đó, khi mà thiếu tài liệu đó thì ở các trường đó, thì người ta thường vẽ lại, chứ còn thực ra cái mặt dương chờ nguyên bản của nó chính là cái mặt này. Thì chúng ta thấy nè, ở đây là cái tim đèn cốt nè. Đây là tim đèn cốt nè. Đây tim đường cốt, nó đây hai tim đường cốt nè, đây và đây tim đường cốt là nó mắc nối tiếp, đây nó mắc nối tiếp với cái đèn báo pha này. Tiếp theo lên cái công tắc Camry 99 và công tắc 209 á, thì nó sẽ không còn chân lâu nữa nè. Đó, khi chúng ta đo chúng ta sẽ không thấy không còn chân lâu, vậy thì nó sẽ chỉ có mắc kiểu âm chờ thôi. Thì đây là nguyên bản của nó, đây là cái mặt nguyên bản của nó, đây âm chờ đây. Thì chúng ta thấy nè, đây cái đèn báo pha lúc nãy chúng ta thấy ở cái mặt kia đó, chúng ta thấy cái ở cái mặt cái Camry 94 á, thì nó sẽ mắc nối tiếp với lại đèn cốt, cái mặt đèn báo pha thì lại mắc nối tiếp đèn cốt. Nhưng mà đối với cái mặt điện này đó, thì chúng ta thấy trên cái công tắc tổ hợp là công tắc đèn nè, đây nó kết hợp vô nè, thì ở chế độ lâu đâu có chân thằng nào thông đâu, không. Và cái đèn báo pha thì nó lại mắc song song với đèn pha, thì về sau này là cái cách đấu này là nó phổ biến ha, nên là không cần phải tới cái chế độ lâu này. Qua tới công tắc Camry 209, 207 tới 209 á, thì nó không còn là những cái công tắc điều khiển relay để cho relay điều khiển đèn nữa, mà nó dùng cái hộp body, tức là nó điều khiển qua hộp, tức là trên cái mặt điện này á, thì cái công tắc này nè, nó sẽ kích tín hiệu để báo rằng là tài xế đang bật ở chế độ nào cho hộp điều khiển biết. Rồi sau đó cái hộp điều khiển á, nó sẽ cấp điện cho các relay, và các relay sẽ cấp điện cho các đèn đầu. Bởi vậy nên là nó sẽ xài chung một dây mát, tức là cái công tắc light control này cũng là chung dây mát, công tắc dimmer này cũng chung mát, và công tắc xi nhan này cũng chung mát. Tức là nó chỉ cần kích, ví dụ giờ nó kích chân số 2 nè, nó ra điện âm, thì tức là cái hộp body á, nó đang hiểu á, là đang bật đèn dummy. Nó kích chân số 1 ra điện âm thì nó đang hiểu là đang bật đèn đầu, và nó kích chân số 4 ra mát á, thì nó đang hiểu là đang bật pha. Còn nó hiểu chân số 5 mà kích mát á, thì đang hiểu là đang nháy đèn. Và tương tự như vậy, chân số 6 mà kích mát thì nó đang hiểu là bật xi nhan phải. Chân số 7 này kích mát thì nó hiểu là đang bật xi nhan trái. Thì nguyên bản của nó là đây. Đây chúng ta thấy nè. Nguyên bản của nó là cái mạch điện này. Vậy ha. Nó sẽ có một chân mát chung đây. Đó, ví dụ như nó sẽ kích nè, ví dụ như là bây giờ đang bật chế độ flat đi,
Đây, thì chân số 10, số 17 này sẽ gửi về chân số 13 của hộp main body, tín hiệu mát. Còn khi mà bật chế độ đèn pha đi, thì chân số 11 sẽ gửi tín hiệu mát về chân số 13 của hộp main body. À, tương tự như vậy, cái công tắc light control này nè, nếu mà nó chân số 20 này, nó gửi tín hiệu mát về chân số 17 của main body, thì nó đang hiểu là đang bật đèn đầu. À, tức là nó chỉ là cái công tắc chỉ là trung gian để mà gửi cái tín hiệu của tài xế muốn đang bật ở chế độ nào thôi. Nó tóm lại là cái công tắc, bốn công tắc này nó có điểm giống nhau cái gì? Thứ nhất á, là về cách dùng á, thì tài xế người ta muốn bật đèn đầu thì người ta vẫn phải bật công tắc đèn đầu, người ta vẫn phải bật công tắc pha cốt. Tức là cách dùng của người dùng, tức là của người tài xế, là hầu như là không có gì thay đổi. Nhưng mà cái cấu tạo của thiết kế bên trong nó có chút thay đổi, và vì cái thiết kế bên trong nó thay đổi vậy đó, thì nó làm cho cái mạch điện đấu sẽ khác đi một chút, nhưng mà về nguyên lý thì là như nhau. Ví dụ như giờ tôi nhắc lại ha, là ví dụ như cái công tắc xe tải này nè, là muốn cho nó xuất hiện ra cái chân của đèn cốt thì chúng ta phải bật cái công tắc đèn đầu á, tức là công tắc light control á, là về head thì mới điều khiển được chế độ cốt và chế độ pha. Còn ở ba cái công tắc trên xe du lịch này nè, thì chúng ta nó các công tắc là độc lập với nhau. Chúng ta có thể bật qua cốt để đo nha, chứ còn tài xế dùng thì vẫn phải bật bình thường nha. Để cho nó xuất hiện ra các chân cốt và chân pha thì chúng ta phải bật, chúng ta có thể không bật cái công tắc light control, để off cũng được, nó độc lập với nhau. Còn về cái cách đấu thì trên công tắc xe tải thì nó đơn giản nhất là lý do là nó đã tách ra các nhóm. Còn trên cái công tắc xe du lịch thì đời cũ nhất thì chúng ta thấy là nó sẽ có cái chân nó sẽ xuất hiện chân low, thì tức là chúng ta có thể trên công tắc này nè thì có thể đấu được mạch dương chờ và âm chờ. Bắt đầu qua cái công tắc đời cao hơn, tức là đời 99 và đời 209, đây hai công tắc này thì nó không còn ra chân low nữa, thì chúng ta chỉ đấu cái mạch âm chờ. Và do cái cách đấu nó như vậy thì nó sẽ khác đi một chút. Ví dụ như cái công tắc này nè, như lúc nãy tôi nói đó, thì nó sẽ có hai cái nhóm riêng với hai chân chung là chân mát riêng. Tuy nhiên qua cái công tắc này nè, công tắc 99 này nè, thì nó sẽ gom lại chiếu sáng công tắc light control, tức là công tắc bên đèn đầu và công tắc bật đèn pha cốt đó, thì nó xài chung một chân. Qua cái công tắc này nè, do nó chỉ là kích tín hiệu mát về cái hộp main body đó, nên là nó sẽ xài chung luôn cái công tắc bật đèn đầu, công tắc bật pha cốt và công tắc bật xi nhan là xài chung một mát. Tức là sao? Tức là càng về sau này thì cái số chân nó sẽ càng ít đi, nhưng mà cái cách điều khiển nó, cái cách mà người dùng thì vẫn không thay đổi.